Xin chào cả nhà. Hôm nay sáng mình ra cho đàn vịt trời ăn á, và mình phát hiện ở trong cái rổ này nè cả nhà, có một cái trứng. À, cả nhà thấy không? Kết quả của mình là nuôi vịt trời sau 6 tháng là vịt bắt đầu đẻ này nè cả nhà. À, nó chui vô cái rổ này nó đẻ nè. Khôn ghê luôn á. Một cái trứng của vịt trời rất là to luôn đúng không mà. Đây là cái chuồng, mình làm cái chuồng đó, mình làm đơn giản vậy đó cả nhà. Mình làm cái chuồng đơn giản như vậy nè, và mình nuôi trong đây là 5 con vịt trời đó. Mình nuôi lúc nó bé xíu thì siêu mới nở tới bây giờ đó cả nhà. Thì sau 6 tháng nuôi thì hôm nay mình ra là mình thấy có cái trứng đầu tiên ha. Những con vịt rất là dễ thương đúng không ạ? Mình thích cái cánh nó điểm màu xanh óng ánh đó, nhìn rất là nổi bật. Đó, mình làm cái chuồng vậy nè, nuôi nó cũng tiện lắm cả nhà, nó cũng sạch sẽ lắm. Đây là cái rổ mà mình thường cho rau hay là cho những đồ ăn mà có nước á, mình cho nó thì hôm nay á hả, nó chui vô đây nó đẻ luôn, nó ăn và nó cả lại cái trứng hả. Trông sao mà được nguyên cái rổ trứng vậy ha cả nhà ha. Bây giờ mình lấy ra ha. Rồi đây cái trứng này cả nhà đó, cái trứng này nó mới đẻ à. Mỗi ngày mình ra thăm cho nó ăn một lần đó. Và cái này là mới đẻ mà sao cái trứng nó đen thui gì nè cả nhà, không biết tại sao nữa. Mình đã rửa sạch sẽ rồi đó nha, mình rửa sạch sẽ rồi mà nó vẫn màu đen thui như vậy, không biết sao mà nó khác cái trứng vịt ta đó. Mà cái vỏ nó dày lắm nha cả nhà, cầm cái trứng này cái vỏ dày mo luôn, dày lắm, nó không có giống cái trứng vịt thường của mình. Đó, trong đây có 5 con, hy vọng là sẽ có 4 con mái, và cái con bự nè đứng quỉnh quỉnh đuôi nè, đó, sẽ là con trống. Tại vì hả, người ta nói vịt là phân biệt con nào đầu bự đó, là con trống. Và cái tiếng kêu của nó đó, nó kêu khàn lắm. Hy vọng 4 con vịt mái này ha, mỗi ngày mà cho mình 4 cái trứng thì ăn không hết luôn á. Phải đăng lên bán trứng vịt trời quá. Nuôi nó lớn lên về nhìn thấy cưng lắm cả nhà. Thời gian trôi qua cũng rất là nhanh. Hôm nay mình đi ra cho vịt ăn, và mình thấy con vịt nó nằm ở trong cái rổ đó, để mình quay cho cả nhà coi ha. Hôm nay là mình là ngày thứ hai đó. Buổi sáng mình ra cho vịt ăn thì mình thấy con vịt nó nằm ở trên cái rổ này, để mình coi coi nó nằm trên đó làm cái gì không biết nữa. Chắc là nó đẻ quá. Trong bầy vịt này chắc mới có một con đẻ thôi. Ngày hôm qua lụm được một trứng. Rồi sáng nay hả, ra thì thấy nó nằm trong cái rổ như vậy nè, chắc là nó đẻ. Nhưng mà sao nó lại đẻ ban ngày ha cả nhà. Bây giờ đó là cũng hơn 9 giờ rồi. Người ta nói là vịt đẻ ban đêm mà sao vịt này nó đẻ ban ngày. Rồi mình lại mình coi cái trứng coi có không. Rồi, thấy rồi. Rồi, nó đẻ thêm cái nữa rồi cả nhà ơi. Vậy là hôm qua đẻ một cái mình cất vô rồi. Hôm nay á là tiếp tục đẻ nữa. Cái trứng giống y chang cái ngày hôm qua luôn. Rất là to. Vịt này đẻ trứng so mà to lắm cả nhà. Đó. Rất là to luôn.
Đó, giống y cái trứng ngày hôm qua, nó đen thui từ lùi vậy đó. Sao ngộ quá ha. Lần đầu tiên mình cũng mới thấy trứng vịt trời như vậy đó. Hồi nào giờ không nuôi thì đâu có biết trứng vịt trời ra sao đâu. Đây nè, hai cái trứng này cả nhà. Đó, mình đã rửa sạch sẽ lắm rồi. Có nghĩa là nó không có bám dơ. Nhưng mà cái màu nó thì đen thui vậy nè cả nhà. Trứng mới đẻ ra mà nó đen vậy đó. Nhưng mà đặc biệt là cái vỏ của nó rất là dày luôn. Cái vỏ nó dày mo à. Cầm cái trứng chắc chắn lắm luôn. Cứ sáng nào hả, mình cũng ra lụm trứng gà hết cả nhà. À, sau 6 tháng nuôi gà vịt thì sáng nào cũng ra nhặt trứng. À, cả nhà thấy không? Trứng tròn quay luôn. Trứng vịt so mà nó to ghê luôn á. Thường mình thấy trứng so là nó dài nó nhọn thằng lòn à. Sao cái trứng này nó bự nó tròn quay. Rất là dễ thương. Ở đây nè, chuồng gà nhà mình nè cả nhà. Rồi hôm nay mình chia sẻ chút xíu cho cả nhà coi cho vui ha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video sau nhé. Cảm ơn cả nhà đã ghé xem video. Chúc một điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Cả nhà thấy thích thì nhớ tặng mình một like. Và đừng quên đăng ký cùng nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất nha.